Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 5 tháng 8 của FBNC với những tin tức nổi bật sau. Kể từ những lần Trung Quốc dàn hàng trăm tàu cá trên Biển Đông hay thường xuyên cử các nhóm tàu chiến khủng như tàu sân bay Liêu Ninh đi qua eo biển Nhật Bản lẫn áp sát Đài Loan, Mỹ cùng các đồng minh thân cận như Nhật Bản đã bày binh bố trận chặn đứng tham vọng vươn ra Thái Bình Dương của Trung Quốc. Trong động thái mới nhất, Nhật lên kế hoạch lắp tên lửa gần Đài Loan nhằm án ngữ hải quân Trung Quốc. Trong lúc đó, phía Đài Loan cũng đang diễn tập thực chiến với tên lửa chống giáp gần đảo tranh chấp với Trung Quốc. Biển Đông dậy sóng liên hồi khi còn có sự góp mặt của các thành viên từ phương Tây. Tuy vậy, Trung Quốc hài lòng khi tàu chiến Anh chưa đi vào vùng yêu sách ở Biển Đông. Ở một diễn biến đáng chú ý khác, sau khi 5 lần 7 lượt bị đổ vạ cho tội chủ mưu tấn công tàu chở dầu trong khu vực, Iran kiên quyết phản đối và tuyên bố cũng đang phải triển khai kiểm soát mọi tàu thuyền trong Vịnh Ba Tư để phòng ngừa các vụ tấn công. Những tin nóng trên chính trường thế giới lại có thêm tình tiết mới. Ngành ngân hàng Myanmar ra lệnh hạn chế thuê nhân viên nước ngoài sau chính biến lịch sử. Phiên tòa dẫn độ CFO Huawei Mạnh Vãn Chu gần đi đến hồi kết. Ông Trump nói yêu cầu về bản khai thuế của Bộ Tư pháp là trái pháp luật. Những diễn biến mới nhất trên toàn cầu ngày 5 tháng 8 sẽ được cập nhật ngay sau đây. Trong lúc Biển Đông đang sục sôi về những lời hứa hẹn ghé thăm tập trận của nhiều nước, từ Bộ Tứ Kim Cương do Mỹ dẫn đầu cho đến riêng Ấn Độ và Anh đều có kế hoạch triển khai lực lượng tàu chiến để nhấn mạnh sự hiện diện tự do hàng hải, cũng như nhằm răn đe sự bành trướng quân sự của Trung Quốc trên biển. Thì tại khu vực Biển Hoa Đông, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng đang có kế hoạch triển khai tên lửa diệt hạm đến đảo Ishigaki, nằm trên chủ đảo khống chế đường ra vào Thái Bình Dương của quân đội Trung Quốc. Theo nguồn tin từ tờ Japan News, Tokyo dự định triển khai các đơn vị tên lửa của lực lượng phòng vệ mặt đất GSDF trên đảo Ishigaki, hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Yaeyama ở quận Okinawa của Nhật, chỉ cách sân bay quốc tế Đào Viên của Đài Loan 306 km. Không những vậy, kế hoạch của Nhật Bản còn biên chế thêm 500 đến 600 binh sĩ, lực lượng phòng vệ Nhật Bản SDF đến khu vực này. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nhật Bản được cho là có kế hoạch lắp đặt một đơn vị tác chiến điện tử trên đảo Yonaguni thuộc tỉnh Okinawa vào cuối năm 2023 và xây dựng một căn cứ mới của lực lượng SDF trên đảo Mageshima thuộc tỉnh Kagoshima. Việc triển khai kế hoạch mới sẽ biến Ishigaki trở thành hòn đảo thứ tư trong chuỗi đảo Nashi được Nhật Bản trang bị tên lửa. Nói về chủ đảo Nashi, đây là chủ đảo chạy về phía Tây Nam từ vùng Kyushu đến Đài Loan và là chốt chặn đầu tiên của chiến lược chủ đảo thứ nhất mà theo các chuyên gia sẽ có hiệu quả cản đường quân đội Trung Quốc đẩy tham vọng ra Thái Bình Dương. Từ Taiwan News thì cho biết Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc BLAN đã ngày càng tăng cường sự hiện diện và tuần tra qua eo biển Miyako nằm giữa đảo Miyako và đảo chính Okinawa của Tokyo, bao gồm cả việc cử các tàu chiến hạng nặng như tàu sân bay Liêu Ninh. Do vậy, việc lắp đặt tên lửa của Nhật Bản nhằm mục đích gửi thông điệp răn đe đến Trung Quốc, đặc biệt là gia tăng sự phòng thủ quanh các khu vực tranh chấp như quần đảo Điếu Ngư, Senkaku. Nhà khoa học chính trị Jeff Fennohun tại tổ chức nghiên cứu Rand Corp Mỹ đã từng nhận định rằng nếu Nhật có thể kiểm soát tốt vị trí án ngữ, đặc biệt là tập trung vào phòng thủ với tên lửa hành trình diệt hạm hoặc máy bay tuần tra biển B-3C để phát hiện hoặc săn tàu ngầm Trung Quốc, việc đó sẽ giúp Mỹ có thêm thời gian triển khai năng lực chiến đấu nếu như một cuộc chiến thực sự nổ ra. Trong lúc đó, hòn đảo ở phía bên kia eo biển mà Trung Quốc vẫn luôn đặt vào tầm ngắm cũng đã góp phần gia tăng sóng gió. Tờ Taiwan News dẫn nguồn các báo cáo hôm thứ Tư ngày 4 tháng 8 cho biết, lực lượng cảnh sát biển CNA của Đài Loan có kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật với tên lửa chống giáp Kestrel gần quần đảo Đông Sa đang tranh chấp ở phía bắc Biển Đông vào tháng tới. Theo CNA đưa tin, các cuộc diễn tập dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 5 và ngày 12 tháng 9 với kịch bản sử dụng tên lửa do Viện Công nghệ Chung Sang Quốc gia NCSIST cung cấp để mô phỏng việc tiêu diệt một đơn vị hải quân Trung Quốc đang cố gắng đổ bộ lên đảo. Trong cuộc tập trận, quân đội Đài Loan sẽ phải đạt mục tiêu như bắn tên lửa lên đến độ cao 3.600 m. Quân đội Đài Loan tổ chức các cuộc tập trận thường kỳ hàng năm để tăng cường khả năng chiến đấu không phải là một nỗi lo xa, khi mà trong năm qua, Trung Quốc đã điều máy bay quân sự vào vùng nhận dạng phòng không IDIZ của Đài Loan gần như hàng ngày để thay lời răn đe. Hầu hết các cuộc xâm nhập của chiến cơ Trung Quốc diễn ra ở phía Tây Nam của Đài Loan, ngang qua hướng quần đảo Đông Sa, gây lo ngại rằng một ngày nào đó Trung Quốc sẽ đổ bộ cho một cuộc tấn công trực diện vào Đài Loan theo lộ trình này. Được biết, quần đảo Đông Sa nằm cách Hồng Kông 340 km và cách Đài Bắc 850 km, được nhiều nước tuyên bố chủ quyền, bao gồm cả Trung Quốc. Chính quyền Đài Loan đã đặt Đông Sa trong phạm vi quản lý hành chính của thành phố Cao Hùng, trong khi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền và đặt nó vào tỉnh Quảng Đông. Như đã nói, Biển Đông hiện tại đang dậy sóng với các chuyến ghé thăm từ nhiều nước, trong đó chuyến hành trình của nhóm tác chiến do hàng không mẫu hạm SMS Queen Elizabeth của Anh dẫn đầu đã làm nóng mặt Trung Quốc trong những ngày gần đây. Tờ Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hồi đầu tuần trước đã đăng bài xã luận khẳng định Hải quân Trung Quốc đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao và đang theo dõi chặt chẽ hải trình của nhóm tác chiến tàu sân bay SMS Queen Elizabeth của Anh. Tuy vậy, nguồn tin từ tờ South China Morning Post hôm qua ngày 4 tháng 8 dẫn lời Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết các tàu nước Anh đã không đi gần các đảo mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền khi nó ở Biển Đông. Phía Trung Quốc nhận định rằng Anh đã tránh cùng Hoa Kỳ thách thức trực tiếp yêu sách lãnh thổ 12 hải lý của Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp. Lợi dụng tình huống mới nhất này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã lặp lại lời cảnh báo rằng tàu hải quân các quốc gia khác hãy tuân thủ luật pháp quốc tế khi đi qua Biển Đông, tôn trọng quyền và chủ quyền của các quốc gia ven biển, đồng thời tránh các hành động gây tổn hại đến hòa bình khu vực. Thực tế, ở phía Vương quốc Anh, các nguồn tin quốc phòng nói với tờ The Guardian rằng không có kế hoạch dàn dựng một cuộc đối đầu với hải quân Trung Quốc ở Biển Đông. Bộ Quốc phòng Anh đã không trả lời yêu cầu bình luận mới nhất. Một nguồn tin thân cận với Quân đội Giải phóng Nhân dân VOA thì cho biết quân đội Trung Quốc đã hài lòng với màn trình diễn tầm thấp của nhóm tấn công tàu sân bay Anh tại Biển Đông lần này. Các tàu chiến của Anh đã rời Anh 2 tháng trước và đang thực hiện sứ mệnh dài 42.000 km cho đến cuối năm nay, bao gồm các cuộc tập trận với Mỹ, Úc, Pháp và Nhật Bản ở biển Philippines. Tuy nhiên, chuyên gia quân sự Anthony Wong Thong có trụ sở tại Macau cho biết cuộc hành trình ở châu Á-Thái Bình Dương của nhóm tàu tấn công SMS Queen Elizabeth vẫn sẽ kéo dài cho đến cuối năm nay. Vì vậy, vẫn còn thời gian để các tàu Anh đi trong phạm vi 12 hải lý của các đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Trong những ngày gần đây, Iran liên tiếp bị vướng vào hai cáo buộc tấn công tàu nước ngoài. Đầu tiên là sự vụ xảy ra vào ngày 29, tàu chở dầu Mercer Street do Israel quản lý đã tấn công ở Vịnh Oman, khiến hai thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng, gồm một người Romania và một người Anh. Israel, Anh và Mỹ cáo buộc Iran có liên quan, nhưng phía Iran đã kịch liệt phản đối cũng như đăng đàn đòi bằng chứng cụ thể. Tiếp đó, trong ngày 3 tháng 8, một số nguồn tin an ninh hàng hải cho biết các lực lượng bị nghi do Iran hậu thuẫn đã tấn công tàu chở dầu Asfan Princess tại eo biển Hormuz, một trong những tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới. Tuy nhiên, Tehran cũng đã kiên quyết bác bỏ cáo buộc này. Vào hôm qua ngày 4 tháng 8, chỉ huy Hải quân Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cho biết thêm rằng Iran đang tiến hành kiểm soát mọi hoạt động di chuyển của các tàu trong Vịnh Ba Tư trước các vụ tấn công đã xảy ra trong khu vực. Chuẩn đô đốc Alireza Yatansiri của Iran khẳng định an ninh đã được đảm bảo trên toàn bộ biên giới hàng hải dọc theo Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Iran sẵn sàng bảo vệ lợi ích của đất nước. Kẻ thù biết rằng các chuyển động của họ đang bị theo dõi và ngay khi vi phạm biên giới, thậm chí là vô lý, nó sẽ nhận được cảnh báo nghiêm trọng và phải lập tức tuân theo, nếu không sẽ bị giáng một đòn quyết định. Tuy vậy, ông Tasiri đảm bảo Iran sẽ không có động thái gây rối nào cho khu vực khi tiến hành bảo vệ biên giới và lợi ích đất nước mình. Trong một thông tin đáng chú ý, Myanmar đang hạn chế số lượng nhân viên nước ngoài được phép làm việc trong các ngân hàng trong nước, một động thái mà các nguồn tin trong ngành cảnh báo có thể cản trở sự phát triển tài chính ở Myanmar, một quốc gia đã chứng kiến sự bùng nổ đầu tư nước ngoài trước cuộc đảo chính quân sự. Lệnh hạn chế được đưa ra thông qua một bức thư được đăng trên trang web của Ngân hàng Trung ương, nêu rõ các ngân hàng lớn hiện có thể tuyển dụng không quá 25 nhân viên nước ngoài, 15 nhân viên đối với ngân hàng quy mô vừa và 8 nhân viên tại các ngân hàng nhỏ. Ngoài ra, ngân hàng phải xin phép 30 ngày trước khi thuê một công dân nước ngoài và một số chức vụ cấp cao phải do công dân địa phương nắm giữ. Trước sự thay đổi này, đã có nhiều quan điểm trái chiều từ những người trong ngành ngân hàng. Một nhà quản lý cấp cao giấu tên của một trong những ngân hàng lớn nhất Myanmar cho biết vẫn còn có chuyên môn quan trọng từ những nhân viên nước ngoài. Thế nhưng, một giám đốc điều hành tại một ngân hàng Myanmar khác cho biết việc hạn chế nhân viên nước ngoài có nghĩa là lĩnh vực ngân hàng sẽ trở nên cô lập hơn và có thể ít bị giám sát hơn. Theo CNA, lĩnh vực ngân hàng của quốc gia Đông Nam Á đã bị vùi dập bởi các cuộc đình công do người dân Myanmar thực hiện trong chiến dịch bất tuân nhân sự nhằm thách thức quân đội. Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Wintow đã không trả lời các cuộc gọi tìm kiếm bình luận về quyết định này. Hiện không rõ chỉ thị mới nhất từ Ngân hàng Trung ương có phải là ý định của chính quyền quân đội Myanmar hay không. Kể từ khi bà Aung San Suu Kyi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2015, Myanmar được dẫn dắt theo đường lối mở cửa hơn và đã nhận được rất nhiều đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực từ viễn thông đến hàng tiêu dùng, sau khi các biện pháp trừng phạt của phương Tây được nới lỏng. Tuy vậy, các nhà chức trách quân sự đã thay thế quyền lãnh đạo của Ngân hàng Trung ương sau khi nắm giữ chính quyền kể từ chính biến ngày 1 tháng 2. Trở lại với diễn biến của sự vụ giám đốc tài chính CFO của Huawei Mạnh Vãn Chu bị lực lượng chức năng Canada bắt giữ theo yêu cầu của Mỹ khi đang quá cảnh tại Vancouver, Canada ngày 1 tháng 12 năm 2018. Trong lúc đang trên đường từ Hồng Kông đến Mexico, các quan chức Mỹ đã cáo buộc bà Mạnh đánh lừa ngân hàng HSBC về bản chất mối quan hệ của Huawei với Skycom, một công ty con không trực tiếp thuộc quản lý của hãng, khiến HSBC vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ về việc làm ăn tại Iran. Trong thông tin mới nhất, các luật sư đang đưa ra những nỗ lực cuối cùng để thuyết phục tòa án Canada không đề nghị dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu với lý do Hoa Kỳ không có quyền yêu cầu dẫn độ. Vào hôm thứ Tư ngày 4 tháng 8, bà Mạnh đã trở lại phòng xử án ở Canada trong những tuần cuối cùng của phiên điều trần dẫn độ. Các thủ tục pháp lý kéo dài hơn 2 năm sắp kết thúc. Các phiên điều trần dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 20 tháng 8, ban đầu sẽ tập trung vào phần thứ ba trong lập luận của các luật sư của bà Mạnh, rằng các công tố viên Hoa Kỳ đã sai khi đưa ra yêu cầu dẫn độ. Nếu giai đoạn này hoàn thành, các phiên điều trần sẽ chuyển sang giai đoạn khắc phục hậu quả, sẽ giải quyết các cáo buộc của bà Mạnh rằng việc lạm dụng quy trình bắt giữ và dẫn độ đã xảy ra. Người phát ngôn của Bộ Tư pháp Canada cho biết hôm thứ Ba ngày 3 tháng 8, bà Mạnh sẽ tiếp tục được thực hiện một quy trình công bằng phù hợp với luật pháp Canada. Trong một tuyên bố hôm thứ Tư, Huawei cho biết họ vẫn tin tưởng vào sự vô tội của bà Mạnh và nói thêm rằng công ty sẽ tiếp tục ủng hộ những lý lẽ bào chữa cho bà. Trong những ngày sau vụ bắt giữ bà Mạnh, mối quan hệ giữa Canada và Trung Quốc đã trở nên lạnh nhạt. Thậm chí, Trung Quốc đã bắt giữ hai người Canada, Michael Savo, một doanh nhân, và Michael Corrib, một cựu nhà ngoại giao. Ottawa đã nhiều lần thúc ép Washington giúp đỡ trong việc gây áp lực buộc Trung Quốc phải thả những người này. Ở một diễn biến khác, theo báo cáo từ hồ sơ của tòa án vào hôm thứ Tư ngày 4 tháng 8, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng các yêu cầu của Ủy ban Hạ viện Hoa Kỳ đối với bản khai thuế của ông là trái pháp luật. Trong hồ sơ cũng nhận định rằng những yêu cầu khai thuế là một màn trả đũa chính trị nhắm vào ông Trump. Vào hôm thứ Sáu ngày 30 tháng 7, quyền trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Dan Johnson cho biết Bộ Tài chính phải chuyển các bản khai thuế của ông Trump cho Ủy ban Phương tiện và Cách thức Hạ viện Mỹ. Trước đó, Ủy ban Phương tiện và Cách thức đã yêu cầu tài liệu về 6 năm khai thuế cá nhân của cựu Tổng thống Trump và bản khai thuế của 8 doanh nghiệp liên quan đến ông Trump. Lý do cho yêu cầu này, Phương tiện và Cách thức nói rằng họ cần kiểm tra xem có sự hiện diện của bất kỳ ảnh hưởng tài chính nước ngoài nào hay vướng mắc kinh doanh nào liên quan đến luật thuế hoặc những yếu tố có thể ảnh hưởng đến trách nhiệm của ông với tư cách là Tổng thống Mỹ hay không. Kết thúc bản tin hôm nay bằng một phát minh khoa học tuyệt vời từ một công ty Tây Ban Nha. Theo Reuters, một hệ thống chiết xuất nước uống từ không khí loãng để cung cấp cho những vùng khô cằn nơi mọi người đang rất cần, đã cứu sống được rất nhiều người tị nạn không có nước. Một kỹ sư Tây Ban Nha 82 tuổi tên là Enrique Vega là người đã phát minh ra chiếc máy này trong một đợt hạn hán khắc nghiệt ở miền nam Tây Ban Nha vào những năm 1990. Ông nói rằng mục đích là để giúp đỡ mọi người. Các thiết bị do công ty của anh ấy, Aquader, chế tạo đã cung cấp nước sạch an toàn cho các cộng đồng ở Namibia và một trại tị nạn ở Liban. Về cơ chế hoạt động, máy sử dụng điện để làm mát không khí cho đến khi nó ngưng tụ thành nước, khá giống với tác động tương tự gây ra ngưng tụ trong cơ thể hoạt động của máy lạnh. Trong khi các máy tạo nước khác dựa trên công nghệ tương tự yêu cầu độ ẩm môi trường xung quanh cao và nhiệt độ thấp để hoạt động hiệu quả, máy của Vega vẫn hoạt động ở nhiệt độ lên đến 40 độ C và có thể xử lý độ ẩm chỉ từ 10 đến 15 độ C. Một chiếc máy nhỏ có thể sản xuất từ 50 đến 75 lít một ngày và dễ dàng mang theo trên xe đẩy, nhưng những phiên bản lớn hơn có thể sản xuất 5.000 lít một ngày. Kỹ sư Vega giải thích, ý tưởng của chúng tôi không chỉ là tạo ra một thiết bị hiệu quả, mà còn giúp nó hữu ích cho những người phải đi bộ hàng dặm để lấy nước hoặc phải làm giếng. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. Hãy tiếp tục đồng hành cùng FBNC trong các bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!